cái topic. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài đặt cho việc giám sát Internet Server trên JBoss Server. Thì nói sơ qua về Internet Server là một web server với các tính năng có đi kèm như là reverse proxy, load balancer, mail proxy và HTTP GET. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một máy chủ có cài đặt JBoss Server và Internet Server. Mình sẽ đi kiểm tra về cái trạng thái hoạt động của Server Nginx mà mình đã cài trước đó. Server đang active, running. Để monitor được Nginx thì chúng ta cần cài đặt cái option thể hiện được cái status của cái Nginx đó. Thì được cái option đó được gọi là status module. Để kiểm tra xem cái Nginx server mà chúng ta đã cài đặt trước đó có available cái status module chưa, thì chúng ta sẽ dùng lệnh Nginx-v 2 và grep với cái option tìm kiếm là status module. Khi mà ra được dòng màu đỏ như bên dưới, status module này tức là cái module này đã được thiết lập sẵn và đang available trên cái Nginx server của chúng ta. Nếu như mà có dòng thông báo không ra được cái dòng thông báo này, tức là cái status module đó chưa available. Và chúng ta sẽ phải tiến hành cài đặt cái status module đó. Thì mình có chuẩn bị sẵn các bước cài đặt của Nginx server cho cái module này thì cũng đơn giản thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ get cái download cái source code về. Và cái source đó sẽ phải tương ứng với đúng cái version mà chúng ta có. Nginx-v để show ra cái version mà chúng ta có. Và sau khi tải về thì giải nén ra và thực thi file config với option là chỉ cài đặt cái status module thôi, chứ không phải là cài đặt lại hết từ đầu. Và make install bắt đầu cài đặt thôi. Và sau khi cài đặt xong, ta cũng sẽ kiểm tra lại cái status của chúng ta xem nó đúng như cái ban đầu chưa. Vẫn là dùng lệnh Nginx-v này. Đây, như thế này mới là đúng. Rồi, sau khi mà chúng ta kiểm tra xong và đã available cái status module, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình cái status module này. Để cấu hình status module, chúng ta vào etc nginx config. Thì đây là nơi chứa source code của web server chúng ta. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái source code nào mà chúng ta cần monitor. Cái trang web nào mà chúng ta cần monitor. Ở đây mình sẽ ví dụ là cái jabbix.com. Đây mình sẽ monitor luôn cái trang web của Jabbix. Rồi. Ở đây chúng ta cần insert một hàm location. Insert hàm location vào đây. Cái name của cái location này thì mình sẽ đặt là Nginx status. Lát nữa mình sẽ dùng lại cái tên này để mà monitor cho server, cho Jabbix kết nối đến, thì sẽ kết nối bằng cái tên này, Nginx status. Và import thư viện stop status. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho phép kết nối từ các địa chỉ IP nào. Vì đây là tính năng bảo mật của web server.
buộc có, cho nên chúng ta phải sẽ phải ở lâu one by one ở đây. Thì do Zabbix server và Nginx server mình cài trên cùng một con server, cho nên là mình sẽ đặt là allow cái local host của nó và allow thêm một cái máy client của mình nữa. Máy client là máy mình đang truy cập từ xa tới là 10.255.0.200. Và điều quan trọng là cuối dòng của cái dòng allow chúng ta sẽ phải deny all. Vì nếu chúng ta không deny thì mặc định sẽ allow all. Như vậy sẽ rất là kém bảo mật. Rồi, lưu lại. Thì Nginx có hỗ trợ tính năng là kiểm tra lại cái source code, kiểm tra lại các cấu hình trước đó mà chúng ta đã cài đặt. Chúng ta đã cấu hình xem đã thỏa chưa, thỏa các điều kiện chưa, để trước khi apply thì chúng ta sẽ dùng lệnh Nginx-T. Rồi, đã đúng cấu trúc, đã test thành công cái source code mà chúng ta vừa mới chỉnh, cái hàm chúng ta vừa mới thêm. Bây giờ chúng ta có thể reload lại cái service để ăn cấu hình mới. Nginx-S reload. Sau khi reload một service nào đó thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại status của service đó. Rồi, ok. Service đã hoạt động ổn định. Rồi, chúng ta sẽ dùng hàm curl để kiểm tra cái cấu hình mà khi nãy chúng ta dùng á. Kiểm tra cái status module khi nãy. Nginx status. Thì ở đây chúng ta sẽ biết được là bao nhiêu active connection, bao nhiêu accept connection, bao nhiêu handled connection và request connection. Đây là những thứ mà Zabbix server sẽ lấy về liên tục để tiến hành giám sát. Đây là các phần key. Các giá trị này là do engine X status module đẩy ra. Rồi, xong phần này. Xong phần cấu hình engine X status module. Giờ thì chúng ta sẽ vào cấu hình host tin trên Zabbix server. Ở đây thì mình có sẵn một Zabbix server. Và mình sẽ sử dụng cái template là Nginx by Zabbix Agent. Trước đó thì mình đã cài đặt một Zabbix Agent lên trên cái Zabbix server này luôn. Cho nên là chúng ta có thể bỏ qua bước đó. Thì đặt host name. IP thì localhost thôi. Chọn template Nginx by Zabbix Agent. Đây. À, phải add vào host nữa. Add vào group. Trong trường hợp này thì mình có tạo sẵn một file group. Mình sẽ add vào cái network service. Ok. Rồi, chưa xong. Chúng ta sẽ phải thay đổi cái path, cái đường dẫn của chúng ta. Thì default á, là default thì của Zabbix là sẽ đường dẫn sẽ là basic status. Nhưng mà của chúng ta là Nginx status. Đây mới là đường dẫn của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ phải sửa lại chỗ này. Change. Nếu như không sửa thì Zabbix sẽ không thể lấy được các connection request, các concurrent connection, các request connection khi nãy. Rồi, sau khi apply cấu hình một cái host nào đó thì thường sẽ phải đợi từ 1 tới 2 phút. Đợi, trong khoảng thời gian đợi 1 tới 2 phút đó thì
trong thời gian đó thì Zabbix sẽ phải đi lấy get cái thông tin mà status module đẩy ra và lưu vào database. Sau đó Zabbix server sẽ đọc database và show ra cho chúng ta thấy. Thì data mà chúng ta thấy thì sẽ có hai dạng data, là data thuần dưới dạng value và là data theo dạng biểu đồ. Thì cái thời gian 1 cho tới 2 phút đó là để generate ra cái biểu đồ cho mà chúng ta cần, để chúng ta có thể dễ xem. Khi mà refresh như vậy thì sẽ tăng cái request connection lên. Last data là xem data với dạng dưới dạng value, data thuần.